Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Hiền Bông Bánh. Hôm nay em xin phép giới thiệu mẫu xe mới vừa về bên em, đó chính là mẫu Veloz. Mẫu Veloz có hai phiên bản Cross và phiên bản Top. Mẫu anh chị đang xem là phiên bản Cross. Giá thì em sẽ để ở cuối video nha anh chị. Động cơ 1.5, xe nhập khẩu nguyên chiếc, với 4 màu ngoại thất là màu trắng, màu đen, màu bạc tím và màu bạc. Nếu anh chị thích cái mẫu xe 7 chỗ giá tầm 700 đến 800 thì mẫu xe này rất là phù hợp anh chị. Kiểu dáng rất là đẹp, rộng rãi và rất là nhiều option. Cụm đèn pha LED, đèn xi nhan là LED tuần tự luôn anh chị. Điểm nhấn là chữ Veloz. Mẫu xe Veloz này thì thiết kế được với rất là nhiều gân dập nổi ở trên thân xe, giúp chiếc xe trông bề thế hơn. Phần nội thất thì được trang bị là khởi động nút bấm, phanh tay điện tử auto hold, sạc không dây, ghế da pha nỉ được bọc hai màu nhìn rất là trẻ trung. Máy 1.5 đi rất là tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị. Màn hình trung tâm là LED hết, rất là hiện đại, không còn sử dụng cơ như những cái mẫu xe Innova nữa rồi. Đây, điểm nhấn chứ phần nội thất cũng là chữ Veloz. Những cái phần đèn nền này nhìn rất là sang luôn anh chị. Những cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà đem lại cái cảm giác là giống như những cái xe đắt tiền vậy. Phanh tay điện tử rất là tiện lợi đây. Phần tay nắm cửa thì được làm theo vân carbon luôn. Và cái chi tiết sơn bạc trong cái xe rất là nhiều điểm nhấn. Xe nhập đóng cửa nghe chắc lắm anh chị. Hàng ghế sau rộng rãi và được trang bị thêm cái cửa gió phía sau nữa nè anh chị. Đây, mình có thể điều khiển cái tốc độ quạt ở đây luôn. Những cái phần gân dập ở đây nè, giúp chiếc xe trông trường dáng hơn. Phần về cũng được những cái đường gân dập nổi đây. Thật sự là nhìn mẫu xe này rất là khác so với những cái mẫu Toyota trước đây anh chị. Đây, thiết kế mới hoàn toàn. Phần đèn xe thì được kéo dài từ bên trái sang bên phải, nổi bật với logo Veloz ở đây. Phần đuôi xe cũng rất là nhiều đường gân dập nổi đây. Hàng ghế sau mình có thể gập phẳng lên luôn. Khoang hành lý thiết kế thêm những cái phần hộc ở đây để đồ ở đây, tăng diện tích sử dụng cho khách hàng. Mẫu xe này thật sự là một trong những mẫu xe chiến lược của Toyota trong năm 2022 này. Hiện tại bên em cũng nhận đơn đặt hàng rất là nhiều cho cái mẫu Veloz này. Phần mâm xe 16 inch, thiết kế dạng phay, trong cái xe mạnh mẽ hơn,
cái bảng top thì nó sẽ là mâm 17 inch nha anh chị. Ví dụ anh chị nào cần tham khảo về bảng top á thì cứ bình luận cho em nha, thì em sẽ quay cái bảng top cho anh chị xem để sự khác biệt. Thật sự nhìn trên hình thì em thấy cái mẫu xe này rất là nhỏ, nhưng mà khi mà nhìn thực tế anh chị, mẫu xe rất là rộng luôn. Cái hàng ghế sau rất là rộng, phù hợp với lại những cái gia đình mà mình có đông thành viên. Nội thất thì được trang thiết kế thêm những cái điểm nhấn tạo sự đặc biệt cho cái dòng Veloz này. Máy 1.5 tiết kiệm nhiên liệu. Phần viền mạ chrome thì được kéo dài từ phần đuôi xe cho tới phần đèn pha phía trước luôn. Một điểm rất là ít thấy khi trên những dòng Toyota. Trước đây thì chỉ trên những cái phiên bản, những dòng xe cao cấp của Toyota thì mới trang bị viền chân kính thôi. Nhưng dòng này thì rất là nhiều chi tiết mạ chrome. Anh chị nào muốn tham khảo thêm cái dòng top á thì nhấn like video này để em có thêm nhiều động lực để làm cái giới thiệu cho anh chị phiên bản top nha, hoặc là để lại bình luận. Em sẽ quay cái bản top cho anh chị xem. Phiên bản top thì nó sẽ thêm hệ thống an toàn safety sense và camera 360. Rồi, thì đây là một mẫu xe mới của Toyota bên em. Bên em thì chuyên cung cấp xe mới và xe đã qua sử dụng chính hãng Toyota. Anh chị nào quan tâm xe mới hay xe cũ thì tụi em đều đáp ứng được hết. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Anh chị thấy hay thì anh chị like, đăng ký kênh và bình luận lại xem mẫu xe này có phù hợp với nhu cầu anh chị không ha. Rồi, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.